Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato, và hôm nay tôi đang có một chuyến khảo sát về cho gia đình nhà anh Ngọc tại Nghĩa Đàn, Nghệ An để khảo sát cho anh một mẫu biệt thự 2 tầng mái Thái. Thì sau đây xin mời các bạn sẽ xem cái quy trình chúng tôi khảo sát và xem vùng đường dẫn về nhà anh Ngọc nhé. Ở Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Đây, thì khuôn đất này là rộng 10, từ đây qua đây là 14 mét. Đấy, ở phía bên này thì còn 1 mét đất của anh. Và anh muốn làm cái nhà là anh cách cái bờ tường này là 50 phân. Và miếng đất này là sâu 33 mét, rộng 14 mét, thì nó khoảng tầm gần 500 mét vuông. Thì anh bố trí một cái mẫu nhà 1,5 tầng ở khu vực này. Thì ở phía sau kia là cái bờ tường sau của anh, thì anh chừa ra là 6 mét từ cái bờ tường kia, từ bờ tường ranh giới đất phía sau là 6 mét. Sau đó là anh bắt đầu xây nhà, và cái phần sân của anh thì nó khoảng là còn 14 mét. Đấy, thì anh xây nhà là đã có kích thước sẵn là 8 x 12,5, là tầm 100 mét vuông. Đấy, hướng chính là 325 độ tây bắc. Đấy, bên này thì là anh sẽ chừa 50 phân các bạn nhé, và anh xây 1,5 tầng. Và cái phần sân, cái đường trước này thì toàn bộ cấp điện, cấp nước thì là cấp điện, cấp nước ở phía sau đây, cấp nước là ở phía sau, cấp điện ở phía trước, và thoát nước là ra phía sau luôn, toàn bộ bể phốt bố trí ở phía sau. Và cái nền sân của cái công trình mới của anh thì sẽ cao hơn cái đường này khoảng tầm 5 đến 70 phân, tùy vào cái thiết kế. Đây, điện nước ở khu vực trước này. Đấy, cái này thì tôi sẽ mô phỏng cái khuôn đất lại cho các bạn để các bạn có thể là nhìn một cái chi tiết nhất. Cái đường trước này là đường 7 mét. Sau đây tôi xin giới thiệu toàn bộ khuôn đất của gia đình nhà anh Ngọc tại Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Đấy, khuôn đất của gia đình nhà anh Ngọc thì sẽ nằm ở trong cái đường màu đỏ này. Và cái diện tích cái đường đất này thì nó có diện tích là 13 mét chiều rộng và 33 mét chiều sâu. Đây, thì khuôn đất cơ bản của gia đình nhà anh là bên này là 13 mét chiều rộng và 33 mét chiều sâu. Thì ở bên này là khu nhà xưởng của ông bà ngoại. Thì khu nhà xưởng này thì là hiện tại là đang có 1 mét đất của gia đình nhà anh, thì sau này thì anh có thể là lấy lại. Thì thực tế là diện tích đất của nhà anh là sẽ là 14 x 33. Đấy, khuôn viên đất nó khoảng tầm gần 500 mét vuông. Thì ở trong khu vực này thì anh sẽ làm một cái nhà 1,5 tầng gác lửng phong cách mái Thái tân cổ điển. Đây, nhà 1,5 tầng ở khu vực này. Nhà chính ở khu vực này, và nhà chính sẽ cách ở phía sau này là 6 mét, cách ở bên phần giáp hông với lại cái xưởng này là 50 phân. Đấy, hướng chính là 325 độ tây bắc, và hướng sảnh phụ sẽ quay về hướng bên này. Thì ở trong này thì anh sẽ bố trí một cái nhà với chiều rộng là 8 mét và chiều sâu là 12 mét. Hai số đo này không được phép thay đổi. Đây là hai số đo mà anh đã chọn, thì hai số đo này sẽ không được phép thay đổi, cho nên là các bạn bố trí đúng ở trong cái số đo này cho anh luôn, không được thay đổi một cái bất kỳ một cái gì. Về gia đình nhà anh này thì rất là tôn trọng về vấn đề phong thủy. Đấy, hướng chính là 325 độ tây bắc, và trước này là sẽ có một cái đường này là rộng 7 mét, và sau này sẽ cải tạo lên. Và cái phần sân của gia đình anh thì anh sẽ làm cao hơn so với đường này là 50 phân. Đấy, và cái nhà này nằm ở khu vực này, chính xác là khu vực này, các bạn không được thay đổi cái gì nhé. Thì về cái mẫu nhà này thì là anh sẽ thiết kế theo phong cách tân cổ điển, toàn bộ được tóc vẽ hết, và hoa văn là do anh chọn, sau đó sẽ gửi mẫu cho các bạn. Thì ở dưới tầng 1 thì anh bố trí một phòng khách, một phòng bếp cổng ăn và hai phòng ngủ master. Hai phòng ngủ master thì anh muốn là bố trí ở phía bên cầu thang của anh sẽ nằm ở bên này,
và anh rất là tôn trọng về vấn đề phong thủy, cho nên các bạn là phải yêu cầu thực hiện đúng theo phong thủy. Đấy thì toàn bộ công năng thì tôi sẽ gửi cái bản công năng này cho các bạn. Và các bạn lưu ý ở cái phần bếp nhé, phần bếp của gia đình anh thì bếp của gia đình anh là sẽ quay về hướng Tây, tức là cái bàn thờ thì sẽ nằm ở 325 độ Tây Bắc này. Và lát nữa tôi sẽ gửi cái ảnh cái mẫu nhà của anh thích, tức là bàn thờ của anh là nó sẽ nằm ở cái tầng 2 và nằm ở phía bên này, phòng thờ của anh là nằm ở phía bên này. Đấy. Nói về công năng thì tôi sẽ nói ra với các bạn sau để các bạn hình dung cho nó dễ. Và anh đã vạch ra cái ý tưởng công năng của tầng 1, tầng 2 rồi, cho nên các bạn sẽ làm khá là dễ. Giếng khoan của anh là cấp nước ở khu vực này, thoát nước ra đây. Cái khu vực bể phốt thì phải đặt ở một trong hai góc này. Đấy. Lưu ý cấp điện ở khu vực này. Khuôn đất của anh là đúng chính xác như thế này luôn.